Happy nhà tôi nó mua được biệt thự đặt cọc rồi nghe. Biệt thự mà làm cái gì? Con tôi nè, nó mua tới penthouse rồi á. Con mà mua được penthouse luôn hả? Chứ sao? Nhà tôi không sống mà thôi, sống là phải sống trên đầu người ta. Ôi vậy đó hả? Bữa nào nó sập chung cư đi biết. Cao cấp mà làm sao mà sập được? Còn hơn là sống thấp lè tè dưới đất kìa. Kỳ vậy ta, hẹn hò nhau là phải hẹn cái không gian nó thiệt là lãng mạn. Ai đời là hẹn mình ở ngay chỗ gầm cầu như vậy? Tại sao không có hẹn nhau ở trên cầu, hay là thậm chí có thể là trong cầu mà lại phải là gầm cầu? Có khi nào là vì cái sắc đẹp của mình đẹp quá, người ta hẹn hò mình nơi cái không gian vắng lặng như vậy, rồi người ta hãm hại mình đúng không ta? Trời, tôi sợ quá hơn. Chào chị. Ai đây? Em là Hoa. Hoa công tử. Đúng rồi. Ủa mà em, tại sao không hẹn hò một cái chỗ nào thì là lãng mạn, mà lại hẹn ở một cái không gian nó vắng vẻ như thế này thì sợ quá. Chị ơi, hẹn ở đây á, ít người qua lại, dễ giao dịch chị ơi. Nhắc giao dịch mới nhớ ha, quên. Hàng đâu, móc hàng ra liền cho tôi. Gì mà liếc quá vậy? Đây chị. Giống cụ hôn tôi quá vậy? Gì vậy? Hàng. Gì vậy? Tự nhiên cái giao cho ta bông mai ngày Tết là gì không? Đây là thiết bị nghe lén, qua thính tai đó chị. Hả? Thiết bị nghe lén qua thính tai mà sao nó giống như một cái bông hoa giả vậy? Trời ơi, cái thiết bị này phải như thế. Đây nè, chị cầm cái bông hoa nhỏ này, chị gắn vô tai. Chị gắn vô tai. Còn cái bông hoa lớn này, em gắn vô tai em. Không, em xin nói bằng thiết bị này mà chị sẽ nghe được. Thử nha. Chị có nghe em nói không? Chị nghe rất là rõ đó. Chị có nghe em nói không chị? Chị nghe rất. Chị có nghe được rõ không chị? Chị nghe rất rõ em à. Mà chị thấy hình như là tụi mình bị khùng ra em à. Rồi em nghĩ sao đứng cách xa có nửa mét là mà kêu rõ không là sao? Được rồi, chị đợi em ha. Chị ơi, em thử thử xem chị nghe được mấy tiếng nha chị. Nghe chưa chị? Chị không có nghe em thở mà chị nghe em rên đúng 3 tiếng. Chị ơi, chị thiệt là đẹp đó chị. Cảm ơn em quá khen à. Mà chị ơi, chị đẹp nhưng mà chị hơi tưng nha chị. Tưng cái đầu cha ông á. Ông nghĩ sao ông nói tôi tưng vậy ông nội? Ông nghĩ sao ông nói tôi tưng vậy? Trời ơi, em thử thôi. Hay quá ta. Nghe rõ không chị? Quá rõ luôn. Good. 5 triệu nha chị. 5 triệu, đây. Rồi, đây, đủ 5 triệu đây. Rồi, cái này là về là nghe rất rõ không? Đúng, chị yên tâm. Chỉ cần có cái bì này thôi, mọi âm thanh trên thế giới này chị đều nghe hết, kể cả tiếng thở đó chị. Vậy là chị nghe được hết đúng không? Đúng rồi. Cả trong đêm tĩnh mịch, vẳng lặng chị cũng nghe được tiếng gió phải không? Đúng rồi chị. Nghe được đến tiếng côn trùng ếch nhái kêu phải không? Đúng luôn chị. Chúc chị may mắn nghe chị. Chào chị. Cảm ơn em. Hay quá. Vậy là mình sẽ thành công. Hả? Hai đứa nó đi rồi hả? Hả? Đi rồi cũng nói nhỏ nhỏ đâu chứ. Đâu? Bụi bối nghe lén của chị không? Ui, cái bụi bối này hả? Chị tuyển hàng dữ lắm mới được cái bụi bối này. Nè bụi. Đó, thấy chưa? Qua thính tai đó. Nhìn nó kỳ kỳ vậy. Ôi, nhìn nó giống như một bông mai, nhưng mà không phải đâu ơi. Rồi cái công dụng của nó rất là tuyệt vời. Đây là cái lỗ tai nhét vô đây để nghe, còn đây là cái máy để nghe lén. Chị biết không, cái tiếng động nào nó cũng có thể thu âm để cho mình nghe được. Hay à? Thậm chí tiếng thở nhẹ, tiếng côn trùng, tiếng ruồi, tiếng muỗi, tiếng kiến bò mình chả nghe được. Thử đi. Ôi, đây nè, đây, cái đeo đi em, đeo đi, thử cho. Em có nghe chị nói rõ không? Nghe. Đó, em
Em có nghe chị nói rõ chưa? Nghe. Em có nghe chị nói rõ hơn không? Nghe, chị đúng cách anh em hả? Chắc chắn vậy hả? Thôi, để đây chị thử điện thoại nha. Em đứng đây nha, chui vô phòng chị nha. Chị thở, em nghe coi thử chị thở mấy tiếng nha. Em đợi chị chút. Nghe không? Nghe rõ không? Nghe gì đâu? Thôi, không nghe gì hả? Không. Trời ơi, chị thở như trâu, chị thở mấy tiếng mà không nghe hả? Nè, không có nghe được gì hết trơn á. Coi coi, là mua đồ giả tôi biết. Ủa sao kỳ vậy? Cái này cái máy nó có đèn chớp chớp, sao giờ không thấy chớp chớp đâu nữa vậy trời? Chị nghe thử không ấy? Đây đây, chị nghe coi. Em nói coi chị nghe không? Nghe không? Nói gì đâu nghe. Nói đi chưa, chị mua chúng hộp dỗ lại đi chưa. Chị mua đâu? Trời ơi, chị mua trên mạng nè. Mạng nào? Trời ơi, cái gì qua công tử đó. Đi lên nó đòi lại tiền cho em nhá. Nó bán live stream nè. Trời ơi, chị tình cái thằng này giờ không biết sao đây nữa. Ây da. Chết rồi em ơi. Sao? Chị vô cái Facebook nó lại. Sao tự nhiên này nó lúc. Nó lóc ra anh fan gì ra rồi cưng. Thấy chưa, chị bị lừa đó. Giờ sao? Bây giờ sao? Bây giờ biết chụp nó đi. Trời ơi, chụp nó đi hả? Ngu quá. À, anh Tô Bình. Hả? Em vừa nghĩ được ý tưởng này cho nghe khai trương mình đảm bảo khách hàng sẽ rất là thích luôn. Ý tưởng hả? Ý tưởng này khai trương hả? Dạ. Ý tưởng gì vậy? Dạ. Vô phòng. Muốn gì vô phòng nói. Anh ngồi xuống đi. Anh ngồi xuống đây. Anh nghe em nói nè. Bây giờ anh nghe nha. Cái yếu em á, nó là em nói nhỏ nhỏ thôi. Biết đâu ba dắt mặt rừng. Biết đâu hai con chủ cái á, nó đang áp sát lỗ tai vào cái cửa của mình ha. Hoặc là nó đặt máy nghe lén để coi mình nói cái gì, sau đó nâng cấp nghề của mình. Ủa, mà nghề của mình với là nghề của nó cũng giống nhau mà. Nghề neo mà. Cho nên Ủa sao anh nói cũng như không nói vậy ta? Không phải cấp nghề, mà là ăn cắp ý tưởng của mình. Trời đất ơi, giờ sao? Trời ơi, giờ bỏ ra mấy triệu đồng mà giờ cái hoa thánh tai này bây giờ nó thành cái hoa lãng tai rồi, không biết làm sao đây nè. Em không cần biết nha, em đưa tiền cho chị tốn tiền tốn bạc lắm á. Bây giờ hả, bằng cách nào đó chị phải lấy một cái thiết bị nào đó để em nghe lén được. Em cần biết đối thủ của em nó bàn đến cái gì. Bây giờ chị đã có cách đi. Phương án này rất là hay. Mình sẽ quyết định lấy một cái điện thoại để mà nghe lén. Nhưng mà bằng cách nào? Cách đó là cách nào từ từ em sẽ biết. Ok. Bây giờ theo ý của anh á thì cưng cũng vô toilet đi. Ủa, em đâu có mắt đâu mà vô toilet chứ. Hiểu lầm rồi. Ý anh nói á, cưng vô toilet để cưng bàn bạc nói chuyện với number one, nói chuyện với mẹ cưng đi. Bây giờ em hỏi ý của anh ok, nhưng mà number one mẹ của em không ok, kết luận no ok. Cũng như không à. Cho nên nghe lời anh, hãy vô toilet đi. Nếu cần thiết anh sẽ dán cửa toilet lại, dán bít bùng để keo, dán bít bùng cửa toilet lại luôn. Ủa anh dán làm gì? Để em khỏi ra. Trời ơi, phải cái gì đó để đừng có lọt tiếng ra ngoài. Đừng có lọt tiếng ra ngoài, biết đâu còn sống nghe được thì sao, hiểu không? Alo. Dạ xin lỗi cho em hỏi, anh phải là Tommy Nguyễn không ạ? À? Dạ đúng rồi, tôi là Tommy Nguyễn ạ. Xin lỗi ai vậy ạ? Dạ em là Lễ Tân ở dưới khách sạn đấy anh. Dạ chào chị Tân. Dạ. Anh ơi, anh có một cái bưu phẩm từ xa chuyển về đây cho anh, mong anh xứng nhận gốc ở quầy Lễ Tân anh nhé. Dạ thưa chị Tân. Vì tôi đang bận quá, có một chuyện gấp. Chút tôi xuống nhận sao cho chị. Bây giờ tôi hỏi anh là anh có nhận hay không? Nếu anh không nhận thì tôi trả lại lơ xe đấy. Tôi nhận. Tôi đi kiếm đồ. Kiếm cái gì? Phòng của tôi mà cô kiếm cái gì này?
tôi kiếm đồ. Thôi tôi kiếm đồ tôi đi về nha. Khoan, đứng lại. Sao phòng cô không kiếm, cô kiếm phòng tôi. Tôi đi kiếm đồ thiệt mà. Em kiếm được đồ. Trời ơi, con gái gì mà như con trai vậy đó. Người ta xé gối được rồi, còn chơi đốt bông gòn nữa. Ủa mà sao con gái mà có một quẹt trong người vậy? Bà đừng nói tôi là bà hút thuốc như bà. Mệt. Bây giờ em không nghĩ ra cách đó sao chạy được. Hai thằng trả cỡ nào cũng kêu bảo vệ lên bắt tụi mình. Bảo vệ đâu không thấy, thấy nguyên chiếc xe cứu quả đến luôn đó. Mỏi có càm ràng hoài à, lỗi của em được chưa? Bây giờ không có chỗ ở đây nè. Vậy đó, tôi lo. Mà hứa với tôi nha, đến chỗ này bà đừng có đốt khách sạn người ta nữa nha bà. Biết rồi. Hello, chào chị. Hai cưng, cưng có thể cho chị thuê khách sạn dài hạn được không? Chị có thể cho em xin chứng minh nhân dân hoặc passport nha chị. Ok cưng. Alo, hả? Khách sạn bên kia nhắm trái hả? Gì ghê vậy? Rồi có sao không? Hai nam, hai nữ. Vậy là ngáo đá chắc rồi. Ê, có hình luôn, gửi cho coi coi. Hai chị có phải là người trong ảnh không ạ? Nói có. Nó sao hai chị che mặt vậy ạ? Tại vì chưa có make up buổi sáng nó cưng nên phải che đi chứ không để nhìn người ta ói. Hai chị có phải là vừa ở I-In Hotel qua không ạ? No. Hai chị muốn phòng phải không ạ? Yes. Alo, công an phường hả? Đốt khách sạn chưa đủ, tính qua đây đốt luôn hay gì? Đồ ngáo đá. Cưng nghe nói nè Phát. Trời ơi Phát. Đúng rồi anh Giang hả? Đi đâu có hai người vậy? Đi làm gì tụi này muốn gặp cái người lắm gì á. Ủa hai người đâu vậy? Kể ta. Bị bảo vệ đuổi. Nghe lộn bảo vệ. Giờ đâu chỗ nào chứa đâu. Tại hai người hết á. Vừa lòng chưa? Tưởng là sang chảnh ra sao. Cuối cùng đi đâu cũng bị đuổi hết. Giống như là tà ma vậy đó. Nhụt như con cá nụt. Nín đi bà. Giờ sao ta? Không có khách sạn nào chứa mình hết á. Biết rồi. Không có khách sạn nào chứa. Mình đi nhà nghỉ đi. Ôi. Tôi thấy nhà nghỉ không có hợp với hai người đâu. Hai người cái giá trị chỉ nên đi nhà trọ là được rồi. Cái bà này thiệt tình à. Thôi đi, không có nhà nghỉ nhà trọ gì hết á. Nếu mà kiếm không được khách sạn thì tối nay bố đứa mình ngủ ở công viên luôn. Ê, ai ngủ một mình đi. Rủ tụi tôi theo làm gì vậy? Tôi gì mà sao ngủ công viên được. Chứ ở cái đất Sài Gòn này, tụi mình có quen ai đâu, ngoài ông Tính. Ủa, sao mấy người làm gì mà nhắc tới Tính của tôi vậy? Ủa, Tính là của bà hả? Tính là của Đại trà. Thôi chị Lâm, gọi cho Tính, nhanh. Ok cưng. Gọi đó gọi Tính, anh em biết gọi Tính chắc à. Alo, anh Tính hả? Ở Mỹ mà cũng xài vậy thun nữa ta. Hi. Không là thun sao trời. Lâu lâu thi thoảng thì ta mới thun thôi chứ bộ.
Đâu phải như ai kia thường xuyên luôn. Thường xuyên luôn nè, không có đi chung đâu nha. Mới sắm cái xe mới, xe chạy bằng điện, electric. Cho nên là phải chạy chậm cho ngày đầu nó hơi trễ chút xíu. Thôi, mấy chục năm rồi hai bạn chưa về nữa hả? Chỉ có năm chị em tụi mình qua đây lập nghiệp mà. Mẹ con Năm á thì mất sớm rồi. Bà làm ơn bà nói kỹ giùm tôi cái. Mẹ con Năm chứ không phải là mẹ con Năm. Bà làm giống như con Năm nó đang làm cho tôi. Thì người ta từ từ dốc chút xíu là anh cũng vậy. Thì ta phải nhắc chứ sao. Còn có ba chị em mình nè, sao không vui vẻ mà còn lại. Sao là sao, tôi có làm gì đâu trời. Tôi nói cho bà nghe, với mấy cái loại người lúc nào cũng đeo bom đeo mìn ở trong người, đụng vô cái là nổ phanh 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 phanh. Tôi mệt lắm, tôi không dám rớt. Nè, nãy giờ có thấy tôi nổ gì không? Có thấy tôi đeo cái gì không? Đó, nãy giờ ai nổ ai là biết liền, ai đeo lựu đạn là biết liền, thấy chưa? Nó làm gì cũng bắt chước tên đơn trời. Con ta về Việt Nam cũng đưa con mình về. Rồi cái mà sợ làm sao mà sánh được bằng con Happy con tôi. Trời ơi, nó giỏi quá bà ơi. Nó về Việt Nam nó mua được nguyên căn biệt thự. Ôi trời, đẳng cấp rồi. Dỗ vậy hả? Alice nhà tôi hả, nó không như Happy bà đâu. Con Lý hả? Ừ. Mốt bà nói con Lý đi cho nó khỏe. Bà hiểu không? Alice gì cho nó mệt mỏi. Ôi, qua Mỹ rồi, xài tiếng Tây đi cho nó quen. Chứ còn hơn à, hẳn mà Happy. Ủa chứ sao kệ tôi muốn nói gì tôi nói chứ. Trời ơi, nói nghe nè, cái con Lý nhà bà đó, bà muốn nó giỏi bà phải thả nó ra. Bà hiểu không? Chứ bà ấm hoài như ai kia đó hen. Trời, có thằng con trai mà ấm. Trời ấm nó không làm được cái gì cả. Sao biết nó không làm gì? Con gái ngay thử thả ra coi, con trai tôi làm có bầu liền. Chứ con trai có một cái thiên chức là làm cho người ta có bầu thôi. Chứ làm không làm cho con gái người ta có bầu được. Chứ sao nó không làm gì được. Không thôi cái gì. Đó, bà coi đó thấy chưa. Bây giờ mình lớn rồi, sắp làm xuôi làm da rồi. Mà ta nói tị nạnh từng chút. Tôi gì kìa phải ganh với bà. Bà mới là người ganh với tôi là tại vì á. Con Happy nhà tôi nó mua được biệt thự đặt cọc rồi nghe. Biệt thự mà làm cái gì. Con tôi nè, nó mua tới penthouse rồi á. Con mà mua được bên nào luôn hả? Chứ sao? Nhà tôi không sống với tôi, sống là phải sống trên đầu người ta. Ôi vậy đó hả? Bữa nào nó sập chung cư đi biết. Cao cấp mà làm sao mà sập được. Còn hơn là sống thấp lè tè dưới đất kìa. Thiệt luôn. Trên đời này sẽ còn tồn tại cái thể loại đàn ông càng nhìn càng thấy sai trái. Nó sống bám cho người khác mà. Ê, cô nói vậy nói không được nha. Tôi cũng có công nhờ giả anh tính với bộ. Nói gì phủ phàng dữ vậy. Ê, tôi đang coi Quyền Anh hay mà. Đi coi Quyền Anh thì đi qua chỗ khác coi. Đưa đây. Không. Đưa remote đây. Không. Anh lại làm gì tôi. Ê, nè nha. Anh mà quýnh tôi là đi tù nha. Quýnh? Tại sao phải quýnh cô chứ? Chứ tôi sẽ ôm cô, hôn cô. Biết đấy, anh tôi đạp vô trong mặt anh không? Đạp đi. Nè, anh tưởng tượng vậy hả? Ừ, đạp đi. Ê, cô ngon. Sao cô gọi mà cô không báo trước tí gì trơn vậy? Dạ, con cũng khỏe cô à. Dạ, dạ cô khỏe. Dạ, hết đi đây nè cô. Mẹ muốn nói chuyện với em nè. Dạ, mẹ. Ôi, mẹ đang nhà mẹ. Nhớ mẹ quá à. Cô đang ở trong biệt thự nhà mình á hả? Mẹ đang ngồi nói chuyện với cô Hồng. Với lại cô number one. Hai mẹ... con. Mấy cô không có tin á, là con mua được biệt thự luôn á. Bây giờ gì mẹ con. Con quay nguyên một cái nhà của mình. Từ phòng khách cho tới phòng ngủ cho mẹ nha. Để mấy cô coi nè. Quay hả mẹ? Con quay một vòng hả mẹ? Dạ. Mẹ thấy đẹp không mẹ? Ê dạ, phòng này phòng nọ thấy chưa? Trời đất ơi, có cái gì đâu, chờ cho chút xíu nha. Nhà đẹp quá bà ha. Dạ. Mẹ. Dạ. Hai con trai của mẹ. Sao này look skinny vậy con, hơi ốm đó nha. Ồ nhưng mà vẫn đẹp trai. Sao nè, cái penthouse của nhà mình sao rồi nè? Dạ, penthouse. Giờ vậy ha, có cô Hồng ngồi đây nè, có tất cả mọi người ngồi đây nè. Bây giờ con quay một vòng cái nhà cho mẹ coi nha. Quay một vòng hả mẹ? Quay một vòng. Quay từ trên xuống dưới mẹ coi nè. Đây nè, đó, quay vòng vòng nha. Đó, rồi đi quay trong nhà cho mẹ coi, thấy chưa? Dạ, năng quay mẹ, dạ. Mẹ thấy nhà đẹp không mẹ?
Dạ. Dạ. Mẹ. Dạ đây. Này ngủ luôn nè. Trời ơi, nhà bà đẹp quá ha. Đây nè, coi bên đây đã thấy chưa? Ờ, nhà này cũng đẹp. Ủa? Sao mà hai bộ ghế nó giống nhau quá? Ghế giống... Giống gì mẹ? Ủa, cái gì? Làm giống động vật bò sát vậy nè. À, nhà tắm dọn xong rồi, hai người muốn, ai muốn tắm thì vô tắm. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì mà chuyện gì? Hai người vô tắm đi xong rồi. Ủa? Hai người trong đây có phải là một không? Người nào? Ai? Hả? Hả? Cái gì vậy biết nữa? Ủa? Mở quên. Cô một. Ủa? Hai người về chung một đội rồi hả? Tommy! Hắn! Giờ nó có biệt thự. Mẹ! Mẹ! Hai cô à, hai cô cũng phải bình tĩnh. Thực sự ra cái chuyện mà tụi con ở chung này nó cũng có cái nỗi khổ của tụi con nữa đó. Dạ, dạ, dạ đúng vậy ạ. Khổ tâm gì? Nè, Ngâm, tại sao con lại có thể toa rập với con Happy để lừa gạt cô chứ hả? Tommy, mợ giao thằng Phát cho mày quản lý. Tại sao bây giờ mày làm mất mặt mợ vậy hả? Dạ tại con là chuyện bất khả kháng mà. Không phải vì cuộc cạnh tranh của mẹ với lại cô một thì tụi con đâu bị khách sạn đuổi đi chứ. Không phải ông nói đúng đó mẹ. Ở chung đâu có nghĩa là thỏa hiệp đâu. Với lại dù mẹ với lại dì Quan nói gì, tụi con cũng không dọn ra khỏi đây đâu. Đúng, đúng. Đúng rồi, không dọn, không dọn, không dọn. Không dọn. Đúng là nuôi ông tay áo, nuôi khỉ gần nhà mà. Thế sao mày dọn chung ở với kẻ thù là sao con? Thôi mày trả lời cho mợ biết. Dạ, dạ, một tiếng nhưng mà thật lòng phải không mợ? Con cũng đồng ý, không dọn luôn. Cái gì? Dạ. Anh xong rồi đó. À, em có tắm thì vô tắm đi nghe. Được rồi, Phát ơi. Chết anh rồi, cứu, phải cứu anh liền. Phát ơi, cứu anh đi Phát. Chuyện gì? Bà khách hồi sáng gọi lại nữa nè. Bà tìm anh, trời ơi, nào là Châu đi tìm Cọc, bây giờ Cọc đi tìm Châu rồi. Chết rồi, cứu anh đi Phát. Thôi, nghiệp anh tự tạo ra thì anh phải tự giải quyết. Em chạy đây đi. Trời Phát, cứu anh đi Phát ơi. Cưng, cứu anh đi Cưng ơi. Có ai ở nhà không? Cho tôi vô tôi mượn cái kéo tôi coi. Phát! Đừng có chạy nữa mà Phát, anh mệt quá Phát ơi. Phát, em phải cứu anh rồi Phát ơi. Trời ơi, thôi Phát ơi, tìm cách nào giúp cho anh với. Chứ để sâu quá, rút chân ra không kịp á, đêm dài lắm mộng em à. Tại anh hết chứ chuyện tới nước này sao mà em giải quyết được. Ai kêu anh không mạnh tay ngay từ đầu chị? À, đúng rồi, em nói đúng, phải mạnh tay. Mọi thứ sụp đổ hết thì mình ăn ngon ngủ yên được, đúng không em? Anh tính làm gì? Anh biết bà thầy mày hay lắm. Cái gì? Cái gì? Hình như là giọng của bà Phai. Ở đó bà Phai. Bà làm gì vậy? Bà chú gầm giường nhà tôi vậy hả? Bụi quá. Tôi ở phòng tôi không có cái kéo. Tôi qua đây tôi mượn cái kéo, không có ai, cái tôi tự có cái kéo luôn. Rồi cái tôi tự tôi kéo tôi đi về luôn. Bye nha, cảm ơn nha. Bà Phai vô phòng mình làm gì vậy ta? Em không biết đâu. Thôi chết vậy em ơi. Hay là bà rình, bà nghe lén mình nói chuyện. Trời chết rồi, bà biết được nha. Là cả Cali biết hết luôn đó. Thì cả Cali biết thì càng tốt. Tốt một cái khu thì tốt cái gì. Trời ơi, bà nhiều chuyện lắm. Rồi bà anh trành ra là chết đời trai anh luôn đó. Đâu sao đâu, nghe được mà. Thôi không nói nhiều. Ngày mai em với anh đi tới gặp bà thầy để mà cắt tình duyên. Bà thầy đó cắt tình duyên hả? Cắt tình duyên giỏi lắm. Giỏi thiệt không? Giỏi thiệt. Vậy là mai mốt bà thầy đã phải cắt tình duyên anh với bà kia. Đúng rồi. Xong cái anh với bà thầy đó dính vào luôn. Ừ, cũng có thể. Ừ, cũng có thể. Không thể. Tại bà. Có biến em ơi. Có biến nè. Thôi chị biến đi luôn đi. Nhờ mượn cái kéo đi lâu la lâu lắc à. Trời ơi. Nhờ tôi đi lâu la lâu lắc vậy mới biết được nhiều cái biến động sắp tới của chị em mình đó. Biến gì? Tommy and Jerry sắp hãm hại mình đó. Jerry gì? Quên lộn. Tommy và Phát. Hãm hại gì? Trời ơi, tính hãm hại cho mình, sạc nghiệp luôn cho mình, không có cơ hội phát triển ngành nail trên cái thị trường ở Việt Nam luôn. Em phải đi qua nói chuyện với họ. Ê, bình tĩnh. Em đừng có làm như vậy. Mất dây là động rừng.
họ hãm hại mình phải từ từ mình âm mưu mình theo dõi họ. Nhưng mà hãm hại bằng cách nào? Bọn họ mời một bà thầy pháp sẽ dùng bùa ngải ếm hai chị em mình để cắt con đường làm ăn của chị em mình tại Việt Nam. Ghê chưa? Có chắc là cắt được không vậy? Em thấy bà thầy này kỳ kỳ. Cái gì kỳ? Thành nghe hết đó nha. Nếu như tôi không cắt được thì hai người đến đây kiếm tôi để làm gì? Dạ xin thầy. Thầy bớt nóng thầy. Làm. Nè, tôi nghe hết đó nha. Bây giờ hai người muốn sao? Đưa tay đây. Dạ đây ạ. Thầy ơi chú cho em mà ơi, Mỹ đang bị một cổ hồn già nửa bạm viễu súng quánh ghế lắm nghĩ. Cổ hồn già nữ nghe là thấy sao rồi, thôi về nói đi. Bây già nữ là một cổ hồn nữ rất hồ bảo dư tờ và hẳn lớn hơn Mỹ cả chục tuổi. Chú cho ơi, muốn cặt cỏ lắm nha. Đó thôi, hay quá, trời ơi, thầy nói giống như thánh phán vậy đó. Thời đầu tư của anh bị bà già đã lớn anh cả chục tuổi bám biếu anh, mà bà thầy cũng biết luôn nữa, hay quá. Thầy ơi, dạ thầy tiếp đi thầy, bây giờ sao nữa thầy ha? Muốn cắt được cái giống mi là phải bè cống thanh thằng, hạng đáng rất là thịt mi, nên mi càng đàn ông càng mạnh mẽ là hạng sẽ bò đi, hiểu chưa? Thầy ơi, điện giật hả thầy? Điện giật. Ủa đâu có điện đâu, thầy ơi có sao không thầy? Ủa, đây là đâu? Con ta là ai? Thầy về rồi hả? Trời ơi, thầy về rồi, mừng quá thầy về rồi. Về đâu? Về nhà của thầy. Ủa, về nhà thầy rồi đó hả? Về nhà rồi, thầy trở về nhà thầy rồi. Mừng quá con ơi. Trời ơi, thầy hay quá. Thầy đi xong thầy trở về được hay ghê vậy đó. Thầy cũng mừng nữa con. Thầy, cho tôi bị hỏi nha. Sao? Có khi nào thầy đi, thầy đi luôn thì không về không thầy? Đúng rồi, tao chết rồi đó. Dạ, em cũng nghĩ vậy mà. Bớt hỏi được không? Dạ. Dạ hỏi cho nó suông miệng vậy thôi. Mà có vui. Dạ, tình hình của em sao thầy ha? Đó, vậy có nghĩa là thánh đã cho ta làm lễ cách duyên cho ngươi rồi. Trời, mừng quá con làm lễ. Nhưng mà cái điều quan trọng là tiền lễ, tiền nhang, tiền khói, tiền này, tiền nọ. Dạ, tiền gì cũng có à. Dạ. Sao thầy cắt được là tôm mì dư dồi. Dạ. Dạ. Đây ạ. Dạ. 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 À, dạ đây ạ. Bao nhiêu thì nói đại đi, để tụi con chồng tiền lần luôn. Móc tới móc lui tốn thời gian quá. Đi về đi. Ủa sao vậy thầy? Không có cắt nữa. Thầy bà mà nói chồng này chồng nọ tự ái chứ. Không có cắt nữa, đi về. Nè, đi về đi. Thầy bớt giận. Thầy bớt giận thầy. Em thiết tình nè. Em mang cái mỏ ra giùm anh được không vậy? Hả? Hay là lấy băng keo dán cái mỏ giùm anh đi. Nó hoài trọc hoài. Thầy giận thì không cắt được là anh chết. Dính với bà già là chết luôn, không có giỡn luôn. Thôi được dạ, rồi. Dạ thầy, dạ. Bây giờ ta sẽ làm lễ cắt duyên cho con. Dạ cảm ơn thầy, dạ mời thầy hành nghề ạ. Đầu tiên, con hãy cầm cái sợi chỉ màu hồng này. Dạ. Và tập trung nhìn vào nó. Dạ. Con có thấy gì không? Dạ thấy. Thấy cái gì? Sợi chỉ màu hồng. Đúng rồi con. Dạ. Tiếp theo, một mắt con nhìn sợi chỉ màu hồng. Dạ. Một mắt con nhìn vào cái kéo này. Cái này khó à, cái này chơi không được ạ. À. Khó lắm. Mắt tập trung vô đây, mắt trung vô đây, đâu có né đâu mà hai bên tập trung được. Dạ có cắt không? Dạ cắt nhưng mà nhìn bên thôi, nhìn hai bên sao nhìn được? Dạ nhìn sợi chỉ đi. Dạ nhìn nè, dạ, nhìn bên thôi chứ. Một nhìn mắt nhìn vào sợi chỉ. Đó. Rồi lia vào cây kéo này. Lia lên. Thầy sẽ... Làm gì hả thầy? Cắt được rồi. Tôm mì nó đầu tôm dễ sợ. Chỉ cần mấy cái tiểu xảo nho nhỏ thôi mà mình lấy được của nó 1.2 triệu. Nếu mà không có cái thằng ăn chì ngồi kế bên, chắc chắn bữa nay mình sẽ được 2 triệu. Ok, 2 triệu cũng được. La la.
Tinh 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 tê. Ôi nữ, nữ nữ ngồi xuống đi. Hôm nay nữ đến đây là muốn cầu cái gì, là tình duyên gia đạo hay là muốn ta cắt cho cái gì? Ta không muốn cắt cho ta, ta chỉ muốn ta cắt bà ra khỏi cái sự nghiệp này thôi. Đấy, từ xưa đến giờ chỉ có một mình ta được cắt người khác, chứ không ai được cắt ta, nghe chưa? Ai nói cái gì đây? Nè, những cái gì bà làm với hai người đàn ông hồi nãy, tụi tôi đã quay clip lại hết rồi. Tôi mà post cái clip này lên YouTube, sự nghiệp thầy bà của bà tiêu tan hết. Ủa, tôi đâu có làm gì đụng chạm đến hai người đâu. Tự nhiên cái hai người quay phim chụp hình rồi post lên Facebook, vô duyên vậy. Bà còn chối nữa hả? Muốn hết vô duyên à? Ta sẽ mời bà đi lên phường để giải thích sự việc. Tôi làm gì hai người đâu. Lên phường cái gì lên phường? Tự nhiên bắt người ta à? Giờ sao? Bà có muốn nổi tiếng không? Muốn chứ. Nổi tiếng ai muốn trời. Trời ơi, cũng tham vọng như vậy đó. Nổi tiếng lắm luôn á. Bây giờ bà muốn lên phường không? Không, không, lên phường không muốn. Vì thì bà không muốn lên phường đúng không? Đúng. Bây giờ tôi chỉ cho bà cách. Cách gì? Bà hãy nói thật cho chúng tôi biết. Lúc nãy hai người đàn ông tới đây, họ đã xin bùa ngải gì, chấn yểm gì, nói cho tôi biết liền. Hỏi bùa gì, chấn yểm nào, tôi đâu có biết cái gì đâu. Tự nhiên ai người hỏi cái đó tôi đâu có biết. Bà không biết đúng không? Vậy tôi mời bà lên phường để biết rõ sự việc. Tôi để tôi nói, hồi nãy có hai người ở đây, trong đó có một cái ông tôm mì đó, ông lại là ông muốn cắt tình duyên, bởi vì có một người phụ nữ nào đó theo đuổi ông mà ông không có thích. Cắt tình duyên